Xin chào các bác nhé. Xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999-1001 Hồng Hà, Trương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại tư vấn của mình là 0905-95-8889. Hôm nay thì sẽ chia sẻ đến các bác một chiếc xe Yamaha FZ150i. Chiếc này thì là biển kiểm soát Tây Hồ, Hà Nội, quận Tây Hồ, Hà Nội, biển 29F138773. Và chiếc này là đời 2016 và đăng ký lần đầu năm 2017. Xe chạy được 9.000 cây, rất là đẹp. Con xe này là con xe đời chót nhé, lốc máy vàng. Nhưng con đời chót lốc máy vàng nhé. Đấy. Thì hôm nay thì mình sẽ nói một chút về những cái tính năng vận hành cũng như là cái trang thiết bị như là kỹ thuật của chiếc xe này. Thì cũng lâu lâu rồi cũng không nói về những cái đặc điểm đó nhưng mà chỉ quay về xe thôi. Thế thì chiếc xe FZ150i nó có bắt đầu từ đời 2014 và kết thúc là đời cuối là năm 2017. Năm 2017 là nó ra cùng thời cuối cùng song song với cả cái xe TFX đó. Thế thì TFX nó đã lên máy khác và cái khung thân khác, nhưng thực ra là nó chính là phát triển từ con xe FZ150i này. Thế thì FZ150i đều đưa đặc biệt là đương nhiên thì tức là con xe này máy 150cm khối và phun xăng điện tử. Xe được trang bị hai đĩa phanh trước và sau. Phanh đĩa cả trước cả sau nhé các bạn nhé. Phanh đĩa đường kính lớn. Cái phanh đĩa đó của xe FZ này thì nó sẽ chung với cái phanh đĩa của xe Honda SH. Các bạn có thể dùng chung được. Đĩa trước ấy, đĩa sau là nó sẽ nhỏ hơn nhé. Đấy. Và phanh đĩa thôi, cũng chưa có ABS đâu ạ. Con FZ này thì được trang bị một cái khung thân rất là nổi tiếng. Cái khung thân Delta Box này nó quá nổi tiếng rồi. Vừa nhẹ, vừa gọn gàng và vừa cứng cáp. Cho nên là về cái độ vững chãi của con FZ thì đã được khẳng định. Các bạn có thể chạy những cái tour gắt gỏng, chạy theo kiểu bạo lực đấy, ở trên đường trường hoặc là chạy đèo dốc cũng như là chạy off-road nhẹ, thì cái khung thân này nó rất là chắc chắn, nó sẽ đưa cho cái người dùng một cái cảm giác rất là thân thiện cũng như là an toàn. Ngoài ra thì cục máy thì như các bạn đã biết, sử dụng từ năm 2014 đến bây giờ thì nó đã được khẳng định rồi. Máy móc rất là chất và độ tin cậy rất là cao, cũng như là cái tính năng vận hành, cái khả năng vận hành của nó là chịu được áp lực rất là lớn. Tức là các bạn có thể bào tua cái thứ hoặc là chạy bạo lực, cái cục máy nó cứ rất là bền. Và cái chi phí để bỏ ra để bảo dưỡng sửa chữa của cái thì cũng rất là ít. Các bạn cứ đều đặn thay dầu mới, ví dụ như là chạy khoảng 1.500 cây, 2.000 cây thì các bạn thay dầu. Các bác nào có dư giả tiền thì có thể là thay những cái dầu Motul 300V hoặc là gì đó, không thì chỉ cần là những cái dầu Pháp Sicolin rồi Liqui Moly, thậm chí là có thể dùng những cái dầu bình thường, dầu của hãng cũng không sao cả. Nhưng mà khuyến cáo là nếu các bạn dùng dầu của hãng thì các bạn nên thay dầu mỗi 1.000 cho đến 1.200 cây thì nó sẽ là ổn định, và nó cái phẩm cấp dầu nó sẽ không bị xuống cấp nhé. Còn lại thì như con xe này trong dòng 150 thì Yamaha này nó có cái tua que khá là tốt, tức là cái độ bốc ấy. Đấy. Cái gia tốc ban đầu rất là tốt, và các bạn đừng có quên rằng là nước hậu của nó cũng rất là tuyệt vời. Con xe này có thể đạt được cái tốc độ khoảng 135-140 km/h đấy, nếu như các bạn nài tốt. Thế nhưng đấy chỉ gọi là mình nói thế thôi, chứ cũng không, các bạn không nên chạy với cái tốc độ như thế với con xe này. Thực ra con FZ này nó chỉ chạy với tốc độ dưới 100 cho đến 100 thì là nó sẽ ổn, và là tính năng an toàn của nó vừa đủ. Chứ nếu mà các bạn chạy qua cái tốc độ đấy là nó cũng sẽ không đạt độ an toàn và chuẩn đâu, bởi vì nó cái tốc độ trên 100 nó cũng khá cao rồi, con xe nó cũng khá nhẹ và nó cũng bay xe, cho nên là nếu mà trong cái tầm tốc độ trên 100 các bạn phanh gấp là nó sẽ rất khá là nguy hiểm đấy. Đấy. Còn lại thì về tiêu hao nhiên liệu thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2 lít cho đến 2 lít 2 cho trong 100 km, con số khá là ấn tượng đấy. Thực ra mà nói thì tất cả các cái xe đời mới bây giờ ấy, đã được cải tiến rất là nhiều so với ngày xưa rồi. Người Việt Nam mình cứ bị ăn in hẳn vào trong cái đầu óc là độ bền của xe Honda và mức tiêu thụ ít tiêu thụ nhiên liệu của xe Honda, và những cái xe mà ăn xăng, gọi là ăn xăng đấy, ngày xưa gọi là ăn xăng thì bây giờ gọi là tiêu thụ nhiều đấy, xe Yamaha hoặc là Suzuki.
Thế nhưng mà trong cái thời buổi hiện đại bây giờ thì tất cả các cái cục máy cũng như là các dòng xe nó đã tiệm cận với chất lượng giống nhau rồi. À, về cái đầu tiên của các hãng ấy, là người ta ưu tiên về cái vấn đề mức tiêu hao nhiên liệu, cho nên là tất cả các xe bây giờ nó đều bình bình như nhau thôi, không bao giờ có thể là xe vượt trội về mức tiêu hao nhiên liệu đâu. Con xe FF này thì năm 2014 được nhập về từ Indonesia, và cái thời điểm 2014 về nó khá đình đám, nó về cùng với con Yamaha R15 V2 và con Yamaha R3 cũng như con Yamaha R25 thì đều là những con mà đình đám thời điểm đấy. Con FZ này thời điểm 2014 mà đăng ký xong ra biển Hà Nội này nó sẽ rơi vào khoảng 81 triệu đấy, tức là nó rơi vào tầm 75 triệu rưỡi cho đến 76 triệu gì đó là xe tiền xe, còn lại là tiền đăng ký. Con số khá là kinh khủng đấy, chát chúa đấy. Bây giờ thì có thể chọn lựa rất là nhiều dòng xe rồi đấy, nhưng mà thời điểm đó thì nó là giá nó là như thế, không phải là rẻ, nhưng mà chất lượng của nó thực sự là nó cũng rất là đảm bảo và nó cũng đáng đồng tiền bát gạo. Trang bị một cái bộ đồng hồ thể thao nhỏ gọn full led thì các cái chỉ số cũng đã được hiển thị rất là đầy đủ, ví dụ như là chỉ số vòng tua này, số km đi này, xăng pháo này, và bên này số mo này, rồi chỉ báo động cơ, rồi xi nhan, rồi pha, tất cả mọi thứ đều ấy. Thế thì đó là một cái mà cũng khá là tiện dụng, nhỏ gọn và có cái đầu xe rất là thon gọn. Đầu xe nó như con bọ ngựa ấy, nó rất là hút gió, nó mang những cái hình viên đạn ấy. Thế nên là con này nó hút gió là chạy rất là tốt. Đấy. Và bây giờ thì đi thẳng trực tiếp vào cái con xe FZ hiện tại trước mặt các bạn đây. Thì chiếc này đấy chạy 8.500 km chứ không phải là 9.000 đâu, 8.500 km nhá. Và tất cả các cái trang thiết bị của xe là hoạt động hoàn hảo. Xe thì máy móc zin, khung thân zin, sơn zin đang dán ni lông nhá. Tất cả các chi tiết là có đẹp hoàn hảo luôn. Con xe này là được chủ xe lên cái lốp sau là bản to hơn này. Đây. Lốp sau là size 140/70/17. Thì bình thường lốp của FZ thì là 120/70 thôi. Thì con này lên 140 chạy rất là đầm nhá. Còn lốp trước thì vẫn là lốp zin này. Các bạn nhìn lốp trước vẫn là lốp zin nhá. Đấy, lốp trước là vẫn là lốp zin. Máy móc thì đảm bảo với các bạn là cực kỳ sửa chạy, ngồi lên bốc dựng người, một ga là bốc đầy đủ tất cả hai gương zin theo xe. Chìa khóa zin thì chỉ còn một cái thôi, còn một cái thì đã chủ xe đã làm thất lạc rồi, thì cái đó thì cũng phải thông cảm thôi vì xe cũ mà, xe thì cũng chỉ đấy thế thôi, và có lắp thêm một cái đồng hồ báo giờ ở đây nữa thì cũng là tiện lợi cho anh em. Thế thì như các bạn cũng nhìn này, tất cả những cái phần này nhé, cái phần cổ phốt là chưa chỉnh chọn gì đâu, tất cả chưa chỉnh chọn gì cả. Phần tay lái là rất đẹp nhá, tất cả các chi tiết đều còn rất là đẹp. Xe cũng ra lên một cái pha đèn pha led siêu sáng XHP70 trong ngoài rồi, thì các bạn không cần phải lắp thêm đèn led làm gì cả, mọi thứ là sẵn sàng cho bạn sử dụng rồi. Xe cũng đã dầu mỡ đầy đủ, về chỉ việc chạy thôi, đổ xăng là chạy. Đây chảng ba của nó đây, các con ốc chảng ba nhá, mới tính co luôn này. Còn về phần sơn thì khỏi phải nói rồi, sơn đang dán ni lông không một vết xước nào đâu nhá, không một vết xước nào dù là nhỏ nhất không có. Đấy. Ốc chống trước chưa mở này. Đấy, ốc chống trước chưa mở. Tất cả các cái phần về vành bánh thì nó rất là đẹp. Đấy. Chuẩn đấy nhá, deadlock này. Đấy. Tuần thứ 9 năm 2016 này. Đấy, lốp zin theo xe. Đấy. Khỏi phải nói. Còn về phần bên này, địa phanh của 8.000 cây thì các bạn sờ nó dày bịch và nó không có vết gờ nào cả đâu nhá, dày bịch luôn. Cục máy này, cục máy hơi bẩn, mình vệ các bạn hôm qua vệ sinh không được tốt lắm, thôi không sao, không vấn đề gì cả, miễn là nó zin và nó chất. Ốc treo máy phía trong đấy nhá, ốc treo máy phía trong này, các bạn nhìn ốc treo máy, da máy zin 100%, đẹp như mới. Đây cái quả khung thân Delta Box của nó đây. Cái khung thân này thì thực ra mà nói là nó quá nổi tiếng. Nó là nhôm hợp kim, rất là nhẹ và rất là cứng cáp. Tuyệt vời đấy. Khung thân của con FZ này thì hiện tại thì những cái con xe bằng tầm tiền này thì cũng khó. Khó để có cái khung thân này, ngoài trừ con R15V4 bây giờ thì nó có cái khung thân Delta như thế này. Tem táo đầy đủ này. Đấy, tem tiếc đầy đủ và đẹp như mới nhá. Thêm những cái đề can mọi người ta đã dán, chủ xe người ta dán vào thôi, còn những cái tem zin vẫn còn đầy đủ không thiếu một cái gì cả.
Yên nhá, yên nào đây, tất cả mọi chi tiết, để chân này, và phanh này, tất cả những cái con ốc các bạn nhìn vào con ốc nhá, zin tuyệt đối luôn này. Cũng để chân sau, chưa bao giờ mở ra nhá. Bô zin theo xe, bô không có độ chế gì cả, bô zin theo xe. Đấy, bô là zin theo xe này. Càng xe cũng như là cái thu xa trong này, bộ vàng nhá. Cùng phanh, đĩa phanh nó dày như thế này nhá, đĩa phanh dày bằng như thế này. Đấy, các bạn nhìn này, phía dưới này. Đấy. Cái ốc tăng sức chủ xe rất cẩn thận, bịt cả cái cao su vào cho nó không bị vết hàn gì. Phần đằng sau, tất cả cái đuôi xi nhan, mọi thứ là đều zin, không độ chế. Chủ xe đi vào là người cẩn thận và đi điểm đạm cho nên là không có độ chế cái gì xe này cả. Đấy. Nhôm xích thay hẳn nhôm xích BID vàng luôn nhá. Tem nhá, tem nhà sản xuất đây. 2016 chính xác luôn nhá. Năm 2016 đời chót năm 2016. Đăng ký lần đầu năm 2017, Viện Kiểm soát Hà Nội rồi. Khỏi phải chê rồi. Đấy, lườn lép các thứ là rất đẹp, không một vết xước nào luôn. Riêng sơn thì không bao giờ các bạn phải lo đến xước xác hay gì cả. Các bạn nhìn rõ này, ốc treo này. Đấy, ốc bạc càng sau đấy, nó gọi là ốc bạc càng sau đấy. Riêng cục máy nhá, nổ như bom luôn, nổ như bom luôn và cực kỳ êm. Cánh chim, cánh yếc đẹp, chưa bao giờ đổ xuống đất, chứ đừng nói là đổ ngã. Cho nên là cái riêng về phần sơn nó quá đẹp luôn. Đấy, các bạn cùng nhìn nhá. Đấy, quay thêm tí nữa về chỗ cái chảng ba cũng như là cái ốc của Ford. Bưởng máy, bưởng điện bên này. Đấy. Thế thì như các bạn đã nhìn đấy, là mình cũng đã chia sẻ về cái tính năng sử dụng của con xe FZ rồi. Và thực tế của con xe FZ này thì nó chạy có 8.500 cây thôi thì nó rất là mới. Anh em mua về thì sẵn sử dụng và yên tâm sử dụng luôn. Con xe đã được bảo dưỡng bảo hiểm là đầy đủ hết rồi, thay dầu thay mỡ rồi. Cho nên là anh em về chỉ việc sử dụng chứ không phải mất thêm bất kể một thứ tiền gì cả. Riêng về phần bảo dưỡng vào ấy, là xe máy của anh luôn làm đúng như thế nhá. Bảo dưỡng vệ sinh sạch sẽ tất cả mọi thứ và thay dầu máy, sau đó mới đưa đến tay người tiêu dùng. Cho nên anh em sẵn sàng sử dụng và yên tâm sử dụng nhá. Rồi, thế thì con xe FZ 150i này đang được bên xe máy Hoàng Anh mình bán ra mức giá bán là 26,5 triệu nhé. Mức giá bán của con FZ này là 26,5 triệu, chưa bao gồm chi phí sang tên cũng như chi phí vận chuyển. Anh em lưu ý giúp mình phần đó ạ. Và các bạn có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999-1001 Hồng Hà, Trương Dương Động, Hoàn Kiếm, Hà Nội để xem trực tiếp cái con xe FZ này. Cũng như là anh em đang ở xa thì có thể alo đến cái số điện thoại tư vấn là 0905 95 8889, mình sẽ tư vấn cụ thể hơn nhé. Và cũng xin cảm ơn các bác đã và đang follow kênh của mình ạ. Các bác đừng quên nhấn nút like, nút share cũng như là nhấn vào nút chuông để có thể theo dõi những cái video mới nhất của xe máy Hoàng Anh ạ. Rồi, thế thì sau đây thì mình xin dừng video và cũng xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của những con xe khác ạ. Xin cảm ơn ạ.